Rồi em ơi, xin chào quý khách đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Hùng Hợp anh em ha. Rồi cửa hàng của em địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Để anh nào có nhu cầu mình mua hàng thì alo trước em chỉ đường mình đi cho dễ dàng nha anh em. Thì cũng như thường lệ anh em ơi, lên luôn Mát Cắt Cỏ luôn này đều nha, đẹp đều, nồng từ 32 ly trở lên cho đến 36 ly trở về, và kèm cho mình là ba cây cưa, hai cây tay cục, một cây tay dài nha anh em ha. Máy liền lạc đẹp nha. Thì cưa hôm nay em lên là giá tầm 2 triệu trở lên nha anh em. Đây, tay cục mình là Tanaka nè, Kirit Echo nè ha. Rồi có cây tay dài thì hiệu Makita nha. Đó, nó là thấy đầm dưới ta. Quá, hơi quá chắc nha nè. Rồi, riêng về mắt cắt cỏ thì hôm nay em có lên cho mình Ryobi ha. Máy này 32 ly nha anh em, đẹp liền lạc ha, giá mềm mại luôn. Magu Yanma à, tum gầy nha, đầu vuông. Kế đến là Gobin nha, đẹp từng con ốc nha, này 34 ly nha anh em. Ryobi nha, tua nhanh chạy khỏe nha, lợi sao máy gọn nhẹ nha. Này là Kyugit 2326 nha, 32 ly, chạy ra bóp zin ha, sở hữu ra bóp zin. Này là Kawasaki ETH 23, tum nhâm tum gầy nha anh em, 32 ly luôn. Rồi hai cây Magu, một vàng một hồng, hôm qua cặp này em bán rồi, hôm nay em lên cặp khác nha anh em. Chạy ra bóp zin luôn ha. Rồi hai cây Magu tum gời tum nhôm nha. Mà cây này thì 265 có trợ lực ha. Còn cây này là 30 36 ly nha. Hai cây này nhưng mà thằng này nó lớn hơn nha anh em. Máy lớn hơn, khỏe hơn. Rồi, lên cho mình một cặp Mitsu luôn. Mitsu BC TL 26 và Mitsu BC TL 261 ha. À, hai cây đều sở hữu chế hai kim le đỏ tự động hết nha, cho nên mấy anh đón xem chi tiết từng cây để em review cho nó dễ dàng nha anh em. Rồi hôm nay giá mà em báo là 1,4 triệu một cây trở lên là 2,5 triệu, 2,5 triệu quay về ha. Đó, mấy anh chốt đơn thì mấy anh nhớ xem cho kỹ cây nào nó phù hợp thì mình hạ chốt ha, đừng nhanh đừng vội vàng, không được cây này mình đợi lít sau chốt nữa, còn không thì mấy anh có thể alo bên em tư vấn cho mình tham khảo ha. À, chừng nào phù hợp thì chốt, còn không thì mấy anh có thể lại cửa hàng khác mua cũng được, em không nói gì đâu, tại vì cái duyên của em với mấy anh chưa tới. Nhưng mà một khi mấy anh mua hàng của em thì mấy anh phải tuân thủ bên những gì bên em đưa ra, như là kiểm tra hàng thì trước khi mà mình tháo hàng kiểm tra thì mấy anh nhớ quay một cái clip mình hay tháo bóc mở kiểm tra coi nó có thiếu đồ, có công bể vỡ gì không nha anh em. Gì nhăn gì vậy? Rồi mấy anh mua hàng thì mấy anh liên hệ giùm em số điện thoại nè. Về villa vậy? Để mấy anh mua hàng, mấy anh liên hệ qua giùm em số điện thoại nha, 0913136620 nha anh em. Ở số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị nha. Đó, rồi bên em thì nhận ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra ngoài Bắc ha. Miền Nam thì đi trong vòng 3 ngày trở lại, miền Trung trong vòng 5 ngày trở lại, và miền Bắc đi trong vòng 7 ngày trở lại. Thời gian đó mấy anh chưa nhận được máy thì mấy anh điện cho em. Nhanh ơi, sao mà anh chưa nhận được máy nữa, em liên hệ bưu tá giao cho anh ha. Chứ nhiều anh chưa trơn Google rồi gửi hàng chưa, tôi mua chỗ khác. Lâu quá không giao thôi, tôi mua chỗ khác. Mẹ ơi, đã em nói rồi, mấy anh đợi được thì mua. Có bà con giết nha. Mình đợi được thì mình đặt đơn giùm em ha, chứ hàng đặt lên đơn là em cho đi trong ngày hôm đó hết, em không có để. Nhưng mà nhiều khi quá trình vận chuyển này nó hơi chậm chạp xíu tại hàng cồng kềnh đó anh em. Rồi, bên em được kiểm tra hàng test nổ máy trước khi nhận nha anh em, không có lấy cọc 1.000 nào ha, cho nên mình coi cho kỹ mình hãy chốt đơn, chứ đừng nói không lấy cọc đặt rồi muốn lấy không hoặc là không bơm hàng nha, bơm hàng là không có vui nha anh em. Rồi bây giờ ví dụ cái máy hôm nay em báo giá 1,4 triệu là em đã bao ship phụ tùng đầy đủ nè, phụ tùng em cho theo là một cái tiếp mở mua ghi đầu dao nè, một sợi dây đeo, một cái đĩa dài ba tấc, một cái trắng cỏ, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở, một cái ổ cước 4 chấu có dây cước ha, trong đây có dây cước sẵn luôn đó. Rồi cái đĩa tròn này thì anh nào thêm đĩa tròn nữa thì thêm 50, còn không thì anh có thể quán đổi giữa đĩa dài với ổ cước nè. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn ổ phát cước, đĩa tròn đĩa dài, hay là hai cái đĩa tròn hai cái đĩa dài hai cái ổ cước vậy đó, nội bộ 6 món thì không có thêm tiền ha. Cái đĩa tròn đặc biệt anh em đĩa zin theo máy về để của Nhật nha, riêng đĩa tròn là đĩa zin đó. Còn đĩa tròn này anh nào mà mua riêng thì bên em cũng có bán nha, 50.000 một cái, hai cái 100.000, phí 30.000, mua một chục ký, một chục cái phí cũng 30.000 luôn nha. Đó, mấy anh coi cho kỹ rồi mấy anh alo em gửi hàng ha. Gom cỏ, gom lúa nha anh em, 100.000 một cái nha. Mấy anh nào mua máy mua gom cỏ em bao ship.
Còn mà mấy anh mua gom cỏ lẻ thì mấy anh chịu phí vận chuyển cũng 30 là 130 nha. Rồi cái này nhớt thay thì bên em bán thêm nha. Cái nhớt này không phải tự nhiên mà bán đâu nha anh em, nhớt này em đã sử dụng rồi, hiện giờ em đang sử dụng và em mới bán nha. À, nhớt này bên em gọi là nhớt qua ta hay là mấy anh gọi là nhớt mẹ bồng con cũng là nó ha. Tại vì cái bình lớn nó có kèm theo cái bình nhỏ, cái miêu sẵn cho mình lường nè anh em, thấy không? Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mình pha xăng với nhớt xài cho nó bền nè. Là 1 lít xăng mấy anh pha dùm em 40cc nhớt hai thì, đây số 40 ha. Khi mà mấy anh bóp nhớt bên đây nó qua đây và nó xuống đây ha. Đó, mấy anh mua nhớt của em nó lợi lắm nha mấy anh. Khi mà mấy anh xài hết mấy anh chừa cái vỏ này lại mấy anh pha ha, nó sẽ chuẩn hơn. Và khi mà pha như em chỉ thì máy nó chạy sẽ hơi ra khói nha anh em, mà bù lại nó mát máy bát bê tông nó không có hư ha. Mấy anh pha theo cách khác hư máy là em không có thền được nha, em nói trước ha. Rồi mấy anh nào có mua máy mua theo nhớt thì nhiều khi shipper họ giao bất tử thì có cái mà mình thử ha anh em. Đó, nhớt này em cũng có bán lẻ ha, khi mà mấy anh không mua máy mua nhớt không em cũng có bán nha anh em. Rồi 100.000 bình nặng lít ha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại bán máy nha. Bây giờ em sẽ test nổ máy cho anh em xem. Cây cưa đầu tiên mà em giới thiệu đến mấy anh đó là một cây Tanaka nha ha. Cây Nata, cây này nó có trợ lực nha, công suất là 33cc nồng 36 ly nha anh em. Trợ lực giật nhẹ nhàng ha, tắt mở nè, ga bóp nè, giữ ga lớn nè. Đó, anh nào mà mình dự định kiếm một cây cưa tay cục ha, tỉa cành gia đình nó làm vừa phải xích dày dặn thì đây nha, giá chỉ có 2 triệu thôi nha anh em. Mấy anh chốt về Q1 35 ly 2 triệu dùm em. Và một cây cưa đi như thế này thì bên em sẽ kèm cho mình một cái tiếp mở bô ghi, một cây dũa và một cái ốp lam nha ha. Máy này chạy giòn nha anh em ha, nổ giòn tua nhanh, máy khỏe đó, nổ rất siêu giòn siêu khỏe. Máy cưa bên em là lựa từng cây ha, cho nên anh em chốt đơn anh em cứ an tâm đi ha, máy móc đồ còn dày dặn bao zin hết nha anh em, an tâm có 2 triệu cho Q1. Và kế đến chiều dài của cái lam 4 tấc đó, cái lam nó còn cái tên luôn nha nè, Green Curious ha. Máy này thích bên ngoài còn quá đẹp nha đó, 30cc cũng 36 ly nha nè, máy in Japan nè, nó vàng đầy đủ ha. Có lè gió nó đây. Cái này nó 2,1 triệu nha anh em, Q2 36 ly 2,1 triệu ha. Ở khách bên em thì em thấy chuộng tay cục nhiều ha, cho nên là em đi hàng tay cục hơi nhiều, với thích tay cục nó giá cũng vừa phải ha. Thì mấy anh mà mua máy cắt cưa này về thì em thấy nó sẽ tiện hơn khi mình mướn người ta thuê. Cái thứ hai nữa là nhiều khi cây đổ ngã bất tử rồi mình thuê người ta đâu có kịp đâu, nó vướng cửa nhà đâu có chạy xe qua lại được, nó bị ngăn chặn đủ thứ anh em ha. Thì sắp một cây cưa này về để dành làm của luôn là quá im nha. Đó, Q2 36 ly giá là 2,1 triệu đồng ha. Rồi chốt cái đó thì Q2, cái đó là cây Makita.
nổi nghe đã chứ. Bốn tắc sáu nha, dài này hơi khủng nha nè, xích còn dày ha. Đó, một cây cưa tay cục Makita. Mấy cái này thì dành cho anh nào mà cưa khai thác rồi đó ha. Đó, để xuống cái là vững luôn, cưa ngọt ngào luôn nha nè. Đó, quá đẹp ha. Ốp lam này zin nha nè, mà nó chốc cái xịu nước sơn thôi chứ không có ảnh hưởng nhiều ha. Đẹp chưa, quá đẹp ha. Đắt mở nè, le gió nó nằm ở đây ha. Hơi chắc nha nè, nổ giòn máy khỏe nha, khai thác 2,4 triệu nha nè. À, nắp này à, nắp xăng với nắp dầu ở đây ha, xăng với xăng pha nhớt. Mấy anh chốt thì quy 40 ly, giá là 2,4 triệu cho cây mưa Makita 364 nha ha. Đẹp zin từng con ốc dày dặn nha nè. Rồi bây giờ em sang cắt cỏ ha, gơ quy nè. Ryobi này thì máy tầm trung nha anh em. Công suất là 23cc nằm 32 ly. Cái máy này là mình phát cỏ gia đình cho trâu cho bò ăn thì nó tương đối phù hợp ha. Trọng lượng máy thì tầm 4kg đến 4,5 kg. Cái đời máy này cái ưu điểm đó là nó có trợ lực ha. Chạy chế này thì chế máy cưa, chế zin theo máy nha. Màu vàng đẹp liền lạc nha anh em. Bô khói lốc máy đồ đẹp ha. Bình xăng trắng sáng nha. Em nhắc lại là nó có trợ lực nha. Hai dây giật nó trắng này mấy anh ha. Đó, hơi thì chặt khỏe, túm liền túm nhựa nè. Lắp interke còn tem đồ luôn ha. Hai tay đôi, ga gài nha, bóp cái này, kéo cái này xuống ha. Đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha. Đậu bò gì. Rồi mấy anh chốt thì quy 4 giùm em 32 ly giá là 1,4 triệu ha, bao ship phụ tùng đầy đủ. Ma CBC20 nồng 30 ly nha anh em. Nồng 30 ly. Thì những cái máy như thế này ưu điểm nó là đầu tiên là gọn nhẹ. Cái thứ hai là chạy siêu lại xăng ha. Và cái ưu điểm nữa là nó là tum nhôm tum gầy 260 nha anh em. Cho nên ngoài cắt cỏ anh em có thể là tháo đầu rời hay lắp rời mình làm thôi những công chuyện khác rồi là bình thường ok ha. Đây là ốc đồ ha, gó đẹp ha. Máy này sáng sủa nha. Hai ta đầu lớn nha, giữ nha anh em. Trắng cỏ đầu bò zin rồi ha. Riêng cái đầu máy này, những cái loại máy này thì công tắc nó sẽ nằm dưới đây nha. Đó, nhiều anh chút nhanh chút lẹ quá không nhìn kỹ cái tới chỗ kiếm công tắc không ra. Nhớ nha, công tắc nằm dưới đây nha. Công tắc zin của nó lóc dập mát in Japan nha nè ha, chữ Japan bự chà bá luôn. Rồi Q5 nha, 30 ly giá cũng 1,4 triệu nha ha. Rồi tới Rubin nè của ngỗng ha. Tiên là em thấy nhạy nổ nha ha. Màu đỏ quá đẹp nha nè. Ốc vàng tư ha. Đó, chạy chế zin ra ngang quanh rồ nha. Cái này nó có trợ lực nha nè. Tum nhôm tum gà 260, mới thấy mấy con ốc nó là thấy đủ uy tín chưa. Quá trời ốc quá vàng tư luôn em ơi, quá đẹp. Của khóm người ta nè. Tắt mở ha. On up. Đó, hai tay đôi ra giữ ha, bóp cầm đầu bò zin Q6 34 ly, 1,6 triệu ha, cho cây Rubin cũng ngỗng nha. Rồi cái đó là Ryobi nha.
Cái ưu điểm là gọn nhẹ ha, tầm 4 kg. Cái ưu điểm thứ hai là có trợ lực ha. Và cái ưu điểm thứ ba là bán siêu là chạy. Dòng máy này lên bao nhiêu bán bao nhiêu nè. Vậy. Thịt kho. Cái này nó chạy chế à. Ryobi này nó có trợ lực ha, giật nhẹ nhẹ nổ nha, phù hợp với tất cả các loại tuổi giới tính. Chị em phụ nữ mấy bác lớn tuổi đều sử dụng được hết ha. Đó, mấy anh trai thì khỏi phải bàn rồi. Qua luôn. Đó, chạy chế zin ha, ga ngang, đây đổ tự động nè. Bình xăng lớn đồ zin nha anh em. Tôm liền tôm nhựa ha. Hai tay đôi. Ga gà. Đó. Đó bộ zin. Nó mới đi. Mới đi hả? Đem để đi tủ lạnh đó. Đây. Rồi mấy anh chốt thì quy 7 32 ly 1 triệu 6 giùm em. Đưa tiền cho chị nha. Có chị lấy 50. Quy 7 32 ly 1 triệu 600 ngàn đồng cho cây Ryobi ha. Kyojit 2326 nha. Máy này nó gọn lắm mấy anh ơi. Ê, giờ em nhìn vô điện thoại em thấy còn to nữa. Bởi vì mấy anh nói máy to quậy không nổi. Không thấy gì chứ nguyên cái máy mà tầm có 5 kg thì nó không phải là lớn đâu ha. Đó, 2326 nha. Hình thức máy đẹp nha. Có trợ lực nha ha. Anh thấy nhìn tem nó đầy đủ nè. Ốc nó thì thôi mới cáo mới chát luôn ha. Ốc này là ốc zin nha. Không bị xét, không lúng ten gì hết. Bình xăng lớn đồ zin nè. Đó. Chạy chế ga ngang nha anh em. Chế zin ha. Ôi trời ốc đẹp nè, xuất sắc. Mê ly luôn nha anh em. Quá đã. Tem còn. Thấy chưa? Cái máy này mà không chốt mình chốt cái máy nào ha. 2326 ha. Là cái tem này ở đây mà còn miếng bọc dán luôn nè nha anh em. Đó. Đó, tum thì tum nhôm, tum liền ha. À, cái có cái phiên bản này đời cao cho nên nó cái áo bảo vệ cái tum nha. Thấy chưa? Ốc trắng từ anh em ơi. Ra bóp zin. Tắt. Mở ha. Đầu bò trắng cỏ zin, đầu bò có chén chống ngòn đỏ, chén chống quán cỏ ha, cái tem thì còn cái tem trắng cỏ luôn. Chỉ có 1 triệu 6 thôi nha anh em. Q8 32 ly 1 triệu 6 ha. Rồi, cái đó là cây Kawasaki nè. Cây này 32 chứ nó ly chứ nó chạy như những cây 33 ly vậy đó nè. Mấy anh nghe ga nó mà vậy nó cúi không? Không bị rớt hơi, không bị rớt nhịp nha. Chạy mượt mà. Và những cái đời máy này chạy càng về cuối nóng máy chạy rất là khỏe. Mã Kawasaki này em bán có thương hiệu anh em ơi, chạy bền lắm. À, mấy anh mà xài quen là mấy anh chỉ chốt thôi chứ không có hỏi nhiều. Ha, cái ưu điểm của nó là gọn nhẹ ha, giật nhẹ nổ, chạy lợi xăng, máy khỏe. Cái này chạy chế ga ngang quanh hồ luôn á nha anh em. Bình xăng đồ lớn đồ zin, máy này zin toàn tập hết ha. Chạy bền rất là bền ha, chạy rất là trâu luôn, chạy hoài được hoài ha, chạy càng nóng mà càng ngon nha. Cho nên mấy anh cứ an tâm về cái đèo máy này ổn định lắm, lóc có dập mắt in carbon rồi ha nè, thông số đồ này đầy đủ nè, để bờ đỡ bên xăng được luôn ha. Tum nhôm tum 260 nha. Đó, hai tay đôi ga giữ, công tắc trên ghi đông ha, trắng cỏ đầu bò zin đầy đủ ha nè. Chỉ có 1.650.000 thôi ha. Q9 32 ly 1.650.000 cho cây Kawasaki TH23 ha. Rồi, test hai cây này luôn đi. Nhóm hôm qua combo đi.
Rồi hai cây magu nè, 26 hết. Anh nào thích vàng chốt vàng, anh nào thích hồng chốt hồng. Nhưng mà mình không có nói vàng nói hồng mà mình nói số thứ tự máy giùm em. Hôm nay thằng này là Q10, thằng này là Q11 nha. Bây giờ em sẽ vô Q10 trước. Magu Genma 26M34 ly nha anh em. Màu vàng ra khá là đẹp nha ha. Bên em là máy lựa từng cây, em rất là tự hào về cái vấn đề mà em lựa từng cây mấy anh ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đó, cho nên mấy anh xài mấy anh an tâm đi, sử dụng an tâm, lóc dập mắt in Japan ha. Khung bỡ đỡ thì thôi dày dặn nha anh em. Ốc trắng tư nè. Nó đẹp mà nó không có dùng từ mình diễn tả được, anh nhìn sau lưng cái tôm này. Còn thiếu có cái thùng thôi, tôm tắt nè. Tôm liền tôm nhựa ha, ốc trắng tư nha. Hai ta đôi ra bóp nha, ốc tùm nè. Đó. Đầu bò zin, đầu bò có chén chống mòn đỏ, chén chống quán cỏ đầy đủ ha. Lát qua thông số này anh em thấy không? Q10 34 ly, giá là 1,9 triệu nha. Đó, cho cây Magu Genma màu vàng. Rồi tới cây Magu Genma màu hồng nè ha. Đó. Đây. Cái tem này còn luôn ha. Có cái tem chụp giật mà hai cây nó còn giống nhau đó. Anh nào có điều kiện thì quất hai cây luôn đi anh em ơi. Sở hữu chế zin quanh rồ đồ ha. À, chỗ kim chỉnh với miếng thun này nó còn ít sử dụng tới luôn đó. Chạy ổn định mà, sử dụng đâu, không có ai sử dụng làm cái gì. Cái này thì nó mất hết một giò rồi, nó còn có một giò. Đề máy cũng có dập mắt in Japan rồi ha. Mẫu áo hồng nha, ha, những sau lưng, cái tem sau lưng này nhìn mê ly lắm anh em, mà đẹp lắm. Đó, nó có cái đề đề cao quá. Cái Maru mà nó đề cao cái này nè. Cái nó ngăn chặn để cái độ nóng này xuống đây xài chỉ bình xăng á. Theo em dự đoán là như vậy, nếu mà sản xuất thêm cái nữa nha anh em. Nó chế thêm được ha. Ốc tùm thì trắng sáng, ga bóp zin. Đầu bò zin. Đầu bò có chén chống ngon đỏ, chén chống quán cỏ đầy đủ ha. Q11 34 ly 1,9 triệu nha. Đó. Mấy anh thấy em giá không ha? Máy tùy theo máy mà giá cao, tùy theo máy mà giá thấp hết chứ em không có kịp một loại giá nha. Nên em anh mua máy là an tâm đi. Magu Genma 265. Cái ưu điểm đầu tiên của thằng này là nòng 34 ly mà kèm có trợ lực nha nè, nha. Giật nó nhẹ nổ giả mang nhẹ giật ha. Đó, anh nào mà kiếm máy siêu tầm thì nó đây. Mà mình thấy ông máy da bô tông sẹt tông đẹp chưa, nổi bật chưa, quá đẹp. Bình xăng lớn trắng sáng rồi ha. Bô khói nè. Chạy chế hai kim nha anh em, hai kim quanh rồ luôn nha ha. Lóc dập mát in Japan không đầy đủ ha. Nói chung mà anh nào lâu ngày rồi đang kiếm một đời máy Maru tinh nhôm tinh gọi có trợ lực theo ha. Đó, hàng để siêu tầm thiếu cái thùng gì đó ha, Nhật quên xài thì đây nha. Nè, anh thấy nha, tum nó rất là đẹp nha anh em. Ốc bảy màu luôn. Xuất sắc luôn ha. Nè. Tum nè. Ga giữ rồi công tắc trên đây ha, lên ga đây tắt ở đây luôn xịn sò chưa. Trời ơi, cái đặc trắng cỏ nó nè. Áo máy đỏ và trắng cỏ đỏ nó anh thấy không? Rồi cái chén chống ngon đầu ốc cũng màu đỏ luôn. Xuất sắc nha anh em. Quá trời cái máy này nó đẹp. Q12 34 ly 2.200.000 ha. Đó. Trợ lực, chạy chế hai kim, lợi xăng ổn định. Cộng cái tum nhôm tum rà 260 tháo lắp đồ được ok hết nha anh em. Quá đẹp nha ha. 2.200.000 cho cái máy Maru Q12. Đó. Nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết. Rồi. Magu Genma 36 ly, công suất là 30cc nha anh em. Magu Genma MB3030 nè, mấy anh thấy không? Đó. Máy này thì chắc nó nặng hơn cái máy kia xíu vài trăm gram nha ha, chứ không phải là quá nặng. Bình xăng lớn zin rồi chạy chế ga ngang ha. Quá đã nha anh em. Đây. Tum nhôm tum gầy 260 ha. Đó. Tháo lắp đồ ok hết nha. Thung đồ bỡ đỡ bình xăng đầy đủ, lóc dập da ban rồi ha. Đó. Máy này máy lớn, máy khỏe nha nè. Hai ta đôi ga giữ cũng công tắc ga giữ luôn trên ga đông đi đông hết nha.
Cái máy này thì chén chống mòn đầu ốc vẫn còn đầy đủ nha. Lắp zin nè. Q13 nha anh em, 36 ly. Giá cũng 2 triệu 200 ngàn cho cây Maru Q13 ha. Rồi tới cả hai cây Mitsu nè. PC tên là 26 nha. Thấy cái bu khói là đủ uy tín rồi đây nè. Bu zin của nó. Nè, Mitsu 26 mà sở hữu được chế hai kim đây đỏ tự động nha. Hơi bị xịn sò ha. Chứ cái đời máy này dạy thường thường có chế một hai kim nhưng mà ra ngang nó ra ngang kéo lên kéo xuống anh em ra gạt á. Chứ không có tự động đâu. Cái này được chế tự động luôn ha. Quá trời xịn sò. Đó, máy này thì zin 100% liền lạc ha. Lốc dập Made in Japan. Tum nhôm tum gời 260 nha anh em. Tắt nè. Rồi thông số nó bên đây, model nó bên đây nha. Hai tay đôi ra giữ ha, cắn cỏ đầu bò gì. Cốp lưng. Cái này mấy anh chốt Q14 giùm em 33 ly 2 triệu 3 ha. Nói chung tiền nào của nấy nha anh em. Mitsu là nhiều anh xài là biết rồi đó. Cái thời gian mà sử dụng của nó 5 năm đến 10 năm là chuyện bình thường. Ngoài mấy anh cắt cỏ gia đình, mấy anh có thể đi cắt cỏ thuê được. Nó lợi xăng giả mang mà nó chạy bền, chạy siêu trâu, ít hỏng giặt. Nhiều anh cứ nhảy vô, trời ơi sao giá đắt thế em. Trước khi mà mình nói câu đó thì mình phải ngâm kỹ về cái vấn đề dòng máy Mitsubishi đi thì mình hả nói câu đắt nha em anh. Tại vì giá nhập vô là em học không có hề rẻ, em mua lựa từng cây chứ em đâu có ôm lô đó em anh. Đó, hàng dày dặn, liền lạc, giá nó phải cao rồi. Mà mình mua vô giá cao thì mình phải bán cao chứ tính ra nó lợi như những cây máy bình thường thôi. Nhưng mà do nhu cầu thị trường nhiều mấy anh hỏi quá trời thì thành ra phải lấy có bán có này có kia. Đó, cái dòng này em anh, dòng máy Mitsu này là nó chuộng từ trong Nam ra Bắc. Anh em nào cũng thích, anh em nào cũng biết chứ. Thì mấy anh nghĩ đi, phụ tùng ở đâu cũng có hết á ha. Chứ nhiều anh thì có chỗ thì xài Kawasaki, miền Tây xài, miền Bắc không xài. Đó, nhiều đời máy thì ở ngoài Bắc thì xài Tanaka, miền Tây không xài. Đó, nhưng mà Mitsu này ở đâu cũng biết thì tiền nào của nó ha. Mấy anh ngâm cho kỹ đi rồi mình hả mua. Mình muốn xài một cây máy bền, ổn định thì mình phải bỏ tiền ra nhiều một chút. Đó, trước khi mua thì mình đặt mục tiêu như thế nào thì chốt đơn, còn không thì alo bên đây em tư vấn cho mình. Bữa nay quá trời bức xúc nhiều ông khách nói sao đắt thế đắt thế, hôm nay nói hơi bị nhiều ha. Cho nên mấy anh thông cảm hai cây máy này. Rồi em xây tới kế tiếp là Mitsu 261 nè. Gì nữa nè mấy anh, nhiều anh hỏi cái máy zin không em. Dạ, cái nào zin em nói zin, cái nào không em nói không. Ví dụ cái bình xăng lớn nó bể nó không zin em nói nào bình mới nè. Còn bao nhiêu zin hết nha mấy anh. Bên em bán là không lấy cọc ha, cho nên cái nào là sao nói vậy ha. Chứ bán không lấy cọc mà nói dốc, nói láo, nói điểu kiểu nọ đồ á mấy anh bơm hàng em á cũng vậy mà không khi nó mất uy tín là sao hai đâu có bán được cho mấy anh đâu. Đó, cho nên lên like thì bán hàng cái kiểu này là em cầm lưỡi, mấy anh cầm cán em anh an tâm đi. Tới chỗ cho kiểm tra thử máy trước khi nhận thì mình cứ kiểm tra vô tư ha. Đó, Mitsubishi 261, cái ưu điểm đầu tiên là có trợ lực nha anh em. Cái đời này đời cao thì có trợ lực, chạy chế hai kim lay đỏ tự động ha. Thì cái bình xăng lớn nó bể thì bên em bắt buộc phải thay bình xăng mới thôi. Đó, lốc thì có dập Made in Japan đồ đầy đủ anh em ha. Tum nhôm tum gời 260. Những cái đời máy này ngoài cắt cỏ nè, mấy anh có thể bơm nước được nè, mấy anh có thể tháo cái đầu máy rời ra, mấy anh đấu thuốc được luôn. Đó, một công mà tới 3-4 chuyện chứ đâu phải thường. Có chân trống nè. Hai tay đôi ra giữ. Công tắc trên ghi đông ha. Đầu bò zin, đầu bò có chén trống còn đỏ, chén trống có cỏ nè bạn ha. Liền lạc nha anh em. 2 triệu 500 ngàn cho Q15 nha. Đó, số thứ tự là Q15. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.